Kính thưa khán giả Người Việt TV, Khôi Nguyên và Đỗ Dũng của Nhật Báo Người Việt đang đứng trước Phủ Chủ tịch ở tại Hà Nội. Đây là cái nơi mà cách đây vài giờ, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã có một cuộc họp song phương vào lúc buổi sáng sau khi mà có cái lễ nghênh đón. Sau cuộc họp song phương thì Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc họp về thương mại mà theo chúng tôi biết là có Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng có mặt và một số doanh nghiệp Việt Nam. Sau đó thì hai bên, ông Donald Trump và ông Trần Đại Quang đã có cuộc họp báo và trả lời một số câu hỏi liên quan đến Bắc Hàn cũng như liên quan đến quan hệ song phương Việt-Mỹ. Sau cuộc họp báo đó thì ông Donald Trump đã đi qua gặp ông Nguyễn Xuân Phúc là Thủ tướng Việt Nam và gặp ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trước khi lên đường ra sân bay Nội Bài để bay qua Manila, Tổng thống Donald Trump đã ghé khách sạn Hilton ở tại gần nhà hát lớn thăm hỏi nhân viên tòa đại sứ. Hai ông chủ tịch nước và tổng thống Mỹ đã đạt được cái gì trong cái cuộc họp này? Thưa quý vị, nó có những điều sau đây rất là quan trọng trong những ngày tới. Tại cuộc họp báo thì Tổng thống Donald Trump đã khen ngợi Việt Nam, nói Việt Nam là nền kinh tế đang phát triển, một trong nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, và ông cảm ơn Việt Nam đã tổ chức APEC thành công. Và ông cũng nhắc lại một số vấn đề mà cho đến giờ phút này, thưa quý vị, tuyên bố chung thì chưa có. Nhưng mà chúng tôi được biết từ Tòa Bạch Ốc cho biết là có những điểm sau đây. Mỹ và Việt Nam sẽ đạt một số thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 12 tỷ đô la. Mỹ sẽ chính thức trao cho Việt Nam một chiếc tàu tuần duyên Mỹ. Đây là chiếc đầu tiên trao cho Việt Nam để gia tăng an ninh hàng hải. Mỹ và Việt Nam đạt được thỏa thuận mua một miếng đất ở Hà Nội để xây một tòa đại sứ mới và lớn hơn cho Mỹ. Trước đây thì hai bên chưa đạt được thỏa thuận đó bởi vì Hoa Kỳ muốn có tòa đại sứ gần ở trung tâm hơn. Nhưng bên phía Việt Nam thì không chịu, muốn ở xa hơn. Thì bây giờ đã đạt được, tuy nhiên hai bên không cho biết địa điểm nó nằm ở đâu. Nhưng mà đây là một trong vấn đề gai góc mà trong quan hệ hai nước trong thời gian vừa qua. Chuyện thứ tư là ông Quang và ông Trump đều đồng ý là tiếp tục gia tăng vấn đề gọi là tự do hải hành, tự do bay, cũng như tự do buôn bán, không những ở Biển Đông mà trên Biển Đông luôn, tức là qua luôn cả Biển Đông. Và điểm thứ năm, trong vấn đề Bắc Hàn thì ông Quang có nói với ông Trump, khi đời ta được hỏi thì ông Quang bảo là vấn đề Bắc Hàn, Việt Nam sẵn sàng giúp Mỹ để giải quyết vấn đề Bắc Hàn như trong cái vai trò của Việt Nam hiện nay và theo cái ý muốn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là năm cái điểm chính mà chúng tôi muốn tường thuật cho quý vị trong cái chuyến thăm Việt Nam của ông Donald Trump. Và trong cái cuộc họp báo, ông Trump cũng nhắc lại cái bài diễn văn của ông ở tại hội nghị APEC cách đây 2 ngày khi ông vừa đến Đà Nẵng, và ông vẫn nhắc lại nước Mỹ là trên hết và ông chỉ muốn làm ăn với các quốc gia nào tuân thủ những cái luật chơi mà ông cho là công bằng, còn ai không chơi công bằng thì ông sẽ không chơi. Và ông nói rằng trong thời gian qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong vấn đề thương mại có nhiều cái điều tiến triển. Một điểm đặc biệt nữa mà chúng tôi phải đề cập với quý vị là trong cái họp báo sáng nay tuy không nói, nhưng phía Tòa Bạch Ốc cho biết là Mỹ và Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng hợp tác quốc phòng trong thời gian 3 năm tới bằng cách là gia tăng cái hoạt động hải quân của hai bên, có nghĩa là sẽ có nhiều tàu Mỹ vào cảng Việt Nam hơn. Đó là cái chi tiết mà bên Tòa Bạch Ốc vừa mới cho biết. Thì chúng ta biết là đối với tình hình Biển Đông hiện nay thì giữa Mỹ và Việt Nam ngày càng có quan hệ khăng khít hơn. Và đó là những gì mà ông Trump đến Việt Nam và đạt được trong cái cuộc họp báo hôm nay với Chủ tịch Trần Đại Quang. Khôi Nguyên và Đỗ Dũng tường thuật cho Người Việt tại Hà Nội. Xin kính chào quý khán giả.